Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, ok. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy, Kairon và mèo Simmy. Còn cái người vàng vàng kế bên cạnh mình là ai mà không biết nha. Trời ơi, lâu quá không vào Minecraft cho nên quên mặt rồi. Không biết ông này là ai nha, mọi người đừng quan tâm. Ok ok, bạn ơi, bạn mới, bạn có thể nào giới thiệu cho mọi người biết bạn là ai không bạn? Không thể giới thiệu đây, chị là Simmy, vậy thì một bắt là phong cách của chị. Đó, đây chính là chị mèo Simmy nha mọi người. Mùa đông nóng nha, mùa đông nay nóng nha. Mùa đông hôm nay nóng nha. Ủa gì kỳ vậy? Tôi nhớ mẹ Simmy màu xanh mà sao đi mà dần kè vậy? Ok, thì nếu như những bạn nào chắc chắn các bạn nào là fan của Hero Team thì cũng biết đến nhân vật này rồi. Nhân vật này đã chìm quá lâu rồi các bạn ơi, đã chìm quá lâu bây giờ mới nổi lên lại. Đó chính là anh Mr. Dịch. Cái okay, làm gì cái? Không mà đang nhìn cái bà cái giờ anh qua cái điện hôn anh cái. Trời ơi ghê quá. Đang định nhìn cái Dịch thôi. Cái biến thái quá. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, mình rất là mừng bởi vì anh Dịch cuối cùng cũng đã quay trở lại Minecraft với chúng ta rồi. Trời ơi là trời. Ok. Và ngày hôm nay có hai cặp đôi chính là Phong Cận Sammy và Kairon và mèo Simmy. Hôm nay mình có mời có ca mui vào nữa nhưng mà rất tiếc là hôm nay ca mui bệnh rồi cho nên là rồi xong. Dịch ơi, tự Dịch không có ca mui cho nên Dịch buồn đúng không Dịch? Trời ơi. Thì là mình chấm bắt để anh được ăn cơm chó hả? Đúng rồi, Dịch cơm bắt là để ăn cơm chó của em với lại là Kai đó. Ủa khoan từ, nhầm. Ăn cơm chó của em với Sam chứ nhầm. Có gì hơi sai. Rồi ok bạn ơi, thì hôm nay các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không? Ngày hôm nay sẽ là một video, tiếp tục là một video gọi là đại chiến, gọi là cái gì ta? Quái vật ở trong Minecraft. Nhưng lần này sẽ là những con quái vật đang rất là hot hiện nay. Đó chính là gọi gì ta, con gì? Huggy nè, Kitsy nè, mà Monmelonex nè, rồi chị búp bê. Nói chung là nhiều con quái vật lắm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón xem coi liệu rằng con quái vật nào là mạnh nhất ở trong Minecraft mọi người nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok bạn ơi, thì ở bên này nè, mình có để gọi là hình của mọi người ở trong Hero Team. Mấy bạn biết để làm gì không? Là để chúng ta chấm điểm mấy bạn. Nếu như ai đó mà được một điểm thì sẽ được một viên kim cương để lên như thế này nè. Đó, kiểu thế này nè bạn. Đấy. Thì hôm nay là bởi vì là có 5 người chơi, thiếu mất một người chính là ca mui, cho nên hội chị em đã bị thiếu mất một người. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình sẽ cho Mr. Dịch là người tự do nha bạn nha, người tự do nha. Đấy, mình với Sam sẽ là một đội, Sim với Kai sẽ là một đội, còn Dịch sẽ là người tự do, có thể chọn bất cứ gọi là team nào cũng được hết. Đó, Dịch hiểu Dịch. Tức là bây giờ chia làm hai team rồi, nhớ tí nữa mình 3-2 các bạn ấy bảo mình gọi là thì ta không có bằng sao? Thôi không phải, có nghĩa là như thế này nè. Ví dụ như có hai con quái vật đánh nhau đi thì em với Sam sẽ chọn chung một con, Kai với lại Sim sẽ chọn chung một con, còn Dịch á, Dịch có quyền chọn bất cứ con nào cũng được hết. Thì nếu Dịch chọn đúng, Dịch thắng, Dịch sẽ được một điểm, đó là công bằng, hiểu không? Thế là giống như kiểu là mình đặt cược vào đúng không? Đúng rồi đó. Rồi okay. Thì chúng ta cùng nhau đến với con quái vật đầu tiên ở trong game này nha bạn nha. À mà quên nữa bạn ơi, mình quên mất không nói cho bạn biết điều này. Đó chính là ở chỗ này Phong có để thêm một cái máy rút thăm nữa nè bạn. Thì trong cái máy rút thăm này á, nó có hình của tất cả những con quái vật trong ngày hôm nay. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn nút để xem coi hai con quái vật đầu tiên chiến đấu với nhau sẽ là quái vật gì nha bạn nha. Thì ok, để Phong xưng Phong bấm trước cho mọi người. Ok, con đầu tiên nè. Tít. Con đầu tiên chính là con Monmelonex. Ok. Không, con này không phải bạch tuộc. Con này không phải bạch tuộc. Cái con này là con gì Sim? Con này đâu phải bạch tuộc đâu đúng không Sim? Con này là Monmelonex. Đúng rồi, không phải bạch tuộc. Rồi ok, con Monmelonex nè. Rồi tiếp theo cho Sammy bấm đi. Rồi ok, tôi là tôi tay may lắm, tôi bấm một cái là ra con bờ rồi. Okay. Tin không? Rồi bấm đi ra con gì đây? Ấm blast bùa biết. Rồi ai đây? Sammy bấm ra con Sammy luôn. Sammy bấm ra Sammy bạch tuộc. Rồi trời sao thấy rồi, tôi bờ rầu mà không thấy không? Tôi là bờ rầu, tôi bấm ra tôi đó thấy chưa? Ok rồi. Vậy thì trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Mommy Lonex và Sammy bạch tuộc. Rồi, ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận đấu vô cùng căng thẳng của chúng ta ngày hôm nay. Vừa với gọi là sự góp mặt giữa Monmelonex và Sammy bạch tuộc. Ủa, có ai kìa? Ê, Dịch đây, Dịch, ca mui, ca mui nè, ca mui bị bạch tuộc bắt kìa. Rồi, trời ơi, lý
hiện là do ca mui đã bị Sammy bạch tuộc bắt các bạn ơi. Trời ơi trời, nguy hiểm quá. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là chọn nè. Ơ Sammy, bây giờ hai đứa mình chọn trước đi. Hai đứa mình chọn ai giờ? Hay là chọn Sammy bạch tuộc đi ha. Thì tất nhiên mọi tôi là tôi bờ gọn tên nên thấy cái bạch tuộc tôi biết ca mui một cái một, bây giờ mommy long mát là tôi cái một luôn không tên đâu, quất cho cái là xong nè. Ok ok, vậy bây giờ mình với Sammy sẽ chọn Sammy bạch tuộc nha, vậy thì Kai với Sim sẽ chọn mommy long lát nha. Trời đất ơi, nghe mình là fan của mommy long lát mà. Ok. Rồi ok, vậy là Sim với Kai sẽ là người chọn mommy long lát nha. Rồi ok, bây giờ tới lượt Dịch nè. Dịch được quyền chọn một trong hai con, anh Dịch chọn đi. Dịch chọn nào? Theo kinh nghiệm 1 tỷ năm của anh á, nói chung là cái gì mà nó gọi là gì ta, cái gì mà nó liên quan đến cái gì ta, ai là nhân vật chính thì sẽ luôn thắng đấy, mà trong video này Phong chọn gì thì anh theo đấy. Ôi trời ơi. À ok. Vậy là anh Dịch sẽ chọn Sammy bạch tuộc nha. Rồi ok, vậy thì bây giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu nào, mọi người tản ra để chúng ta cùng nhau xem hai con đánh nhau nè. Ok, em Sammy chuẩn bị 1 2 3 bắt đầu. Ui trời ơi, đánh nhau kìa, đánh nhau. Ui căng thẳng quá. Ôi trời ơi tôi có thể nhìn thấy được rằng là mommy long lát hiện tại đang bị yếu thế hơn. Sammy bạch tuộc thì mạnh hơn ở chỗ là có rất nhiều tua. Con nhìn Sammy bạch tuộc nó lấy cái vòi nó gõ đầu. Trời ơi quýnh từ dưới biển lên trên núi luôn. Ôi hay quá, cái gì vậy? Trời ơi, tức quá. À, chắc chắn là game lỗi rồi bạn ơi, tại sao Sammy bạch tuộc có thể thua được? Vậy Trời ơi, teo lại rồi. Sammy bị đánh sống đầu teo lại nhỏ xíu luôn bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thôi, nói chung thua là chịu bạn ơi. Vậy là coi như Sammy với Kyron được quá. Giỏi. Sam ơi, Sam đừng giỏi thôi. Hương nè, đừng giỏi, không sao, cũng có Dịch thua theo mình mà, yên tâm đi. Đúng rồi. Anh Dịch. Trời ơi, ông xích gói rồi không ơi. Mình từ đó giờ người ta nói là thằng cameraman luôn mất tử cái gì. Trời ơi thiệt luôn á. Thôi được rồi, không sao, chúng ta cùng nhau đến trận tiếp theo nào. Coi như là Sim với Kai được 1 điểm nha. Ok, để vô nè. Rồi ok. Hey, rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chọn đến gọi là quái vật tiếp theo sẽ là ai đây nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ vẫn còn đến tận gọi là 6 con quái vật nữa. Ok rồi, để mình bấm nè. À không, lần này cho Dịch với lại Kai bấm đi. Ok, Dịch với Kai bấm đi. Để mình cho, để mình đầu tiên. Ủa gì vậy, sao không nhường cho Sim được. Nhân vật của Kai chọn được đó chính là anh áo hồng. Ok, chào mẹ em. Rồi, tới lượt Dịch, tới... Ủa tôi kêu là Dịch. Ôi, vậy đi, vậy đi, ừ ý trời đó. Kai đã chọn được cái con màu đỏ, còn Sim chọn ra con màu xanh là hợp lý đó. Ừ, rồi, người ok, đó. Thôi không sao, cho Sim chọn luôn. Đây Sim. Đây. Rồi ok, con nhân vật tiếp theo sẽ là Huggy. Sự chiến đấu giữa Huggy và anh áo hồng. Để xem coi hai con nhân vật này ai sẽ thắng đây. Let's go. Rồi ok bạn ơi, trận đấu đầu tiên mình đã thua rồi, mình rất là cay, cho nên trận này ha là mình phải cố gắng lấy lại được 1 điểm mọi người ạ. Đó, anh Dịch mặc bộ đồ vô, anh Dịch mặc bộ đồ vô, anh Dịch cổ vũ luôn Dịch. Ui ghê vậy trời. Anh sẽ quảng cáo cho Phong biết anh là một fan cứng của bộ game, bộ phim Squid Game. Ghê. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lượt chọn nè. Thì anh Dịch chọn trước đi Dịch. Anh Dịch chọn bên nào? Trời, nhìn mặc bộ đồ là biết là chọn anh áo hồng rồi. Anh mặc bộ đồ đỏ này thì tất nhiên là anh chọn màu xanh rồi. Ok. Nói chung là khi mà chúng ta gọi là ước cái gì thì sẽ thường không được nên chúng ta sẽ chọn cái ngược lại đi. Vậy là Dịch sẽ chọn con Huggy. Rồi ok. Nhường cho Sim với Kai chọn trước á. Sim Kai chọn đi. Huggy luôn đúng không? Rồi ok. Vậy trận này mình với Sammy sẽ chọn. Chọn gì giờ Sam? Cho nóc nhà chọn trước. Trời, nhìn là biết rồi ông ơi. Trời, cái con màu đỏ đỏ kia, màu đỏ là màu xui xẻo rồi không? Màu này rất là xui. Màu đỏ là may mắn bà nội. Ủa thật hả? Chứ tôi thấy mặt này nhìn không uy tín phải không? Nhìn nè. Trời ơi, nhìn người bình thường. Thôi được rồi, mệt quá, nói nhiều quá. Vậy coi như bây giờ hai đứa mình chọn hết đi luôn nha. Đúng rồi. Rồi ok. Trận này thì tất cả mọi người đều chọn hết đi mọi người, tại không ai tin tưởng anh áo đỏ hết. Tội nghiệp anh áo đỏ quá. Thôi không sao. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu thế nào. 1 2
Ôi trời ơi. Thích Kỳ nhìn có vẻ khỏe hơn mọi người ơi. Trời, anh áo đỏ cầm cục đá đánh kìa. Cầm cục đất đánh kìa. Trời ơi, đánh Cố lên luôn Kỳ. Đánh từ trên núi xuống dưới biển luôn. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Trời. Nhìn nó lúc Kỳ chiến quá. Nhìn nó lúc Kỳ chiến quá đi. Anh Thích Kỳ nhìn có vẻ khỏe quá ta. Trời ơi. Ui, mà khoan từ, tôi thấy anh áo đỏ từ nãy giờ quýnh hơi nhiều quá nha. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là mình đã không tin. Thế mình nên tin vào sự lựa chọn của áo đỏ. Mình đã không tin anh áo đỏ. Tất cả mọi người đã không tin anh áo đỏ. Và bây giờ anh áo đỏ đã thắng. Trời ơi. Anh áo đỏ à, em xin lỗi anh rất nhiều vì đã không tin tưởng anh. Thôi em cũng không được điểm nào. Mọi người cũng không được điểm nào hết. Trời ơi. Sao nãy giờ chơi xui mọi người chọn vậy, quá gì xui. Vậy người ta mới bảo rằng là đừng bao giờ gọi là nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá không. Đúng nhìn rồi. Ngoài mà tưởng anh là người thường. Nhưng mà gọi anh rất là mạnh. Không bao giờ được nên gọi là nhìn vào vẻ bề ngoài các bạn à. Thiệt luôn á. Thôi được rồi, mấy bạn fan có gọi là đón ra được ai là người gọi là thắng không, nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nào. Rồi ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đến với quái vật tiếp theo nào. Hồi nãy mọi người đã lựa chọn sai cho nên không ai được điểm nào hết. Rồi ok, bây giờ cho dịch bấm á. Dịch được chọn hai con luôn. Cho dịch bấm hai con luôn. Cái người này chung là bấm từ nãy giờ bấm toàn thua mà nhìn màu vàng may mắn nè. Huy. Rồi, ra con gì đây? Ủa? Có gì vậy? Trời ra cho em, trời ra cho em. Con gì vậy? Con này là con Kipsy mọi người ạ. Rồi ok, tiếp. Là bồ con Huy á? Đúng rồi, kiểu vậy. Không có luôn à? Rồi tiếp đi anh, chọn tiếp con tiếp theo đi. Xem nào, đối thủ của bạn gái Huy sẽ là Huy. Chị búp bê. Trời ơi, chị búp bê. Trời ơi trời. Ok. Người ta gọi là chị búp bê, người ta gọi là chị cano. Được rồi bạn ơi. Vậy là trận đấu này sẽ là trận đấu giữa Kitsy và chị búp bê. Rồi ok bạn ơi. Và tiếp theo sẽ là trận đấu giữa chị búp bê và Kitsy, là hai bạn nữ đó. Ok. Trận này có bộ cũng căng thẳng đó nha. Rồi ok. Thì như lần trước đi, cho dịch chọn trước. Dịch chọn cái dịch. Trời ơi, theo kinh nghiệm của anh lần này á, riêng gọi là trận đánh này là trận đánh của hội chị em. Bà nào trông bự hơn bà đấy thắng. Ok. Hợp lý. Ôi vậy chọn ai? Thì là nhìn kích thước cơ thể gây chắc chắn là bà búp bê bà bự hơn đây. Rồi ok. Nhìn gầy quá. Dịch sẽ chọn gì ta, chị búp bê. Rồi ok. Bây giờ tới lượt Phong với Sam chọn nha. Sam ơi chọn nào Sam? Cho lúc nhà chọn trước. Ui thấy là gì ta, tại vì tôi nhìn Huggy tôi alo Kitsy hơi ốm thôi, nhưng mà được cái cao mà tôi đối tôi cao là bro rồi, cao là gì ta sẽ mạnh đó, tôi chọn đoạn Kitsy. Rồi ok, vậy thì mình với lại Sam sẽ chọn Kitsy. Rồi ok. Còn cái Sim chọn ai? Ui chọn mình chọn là Kitsy. Rồi ok, vậy là Simmy đã chọn Kitsy nha. Ok, vậy thì bây giờ mình với Sam với lại là Sim Kai đều chọn Kitsy. Dịch thì chọn chị búp bê. Ok, và bây giờ thua đi. Trận đấu của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Đánh nhau thế nào? Quá nghe rồi. Quá nghe rồi, chị Kitsy ơi. Kitsy ơi. Kitsy ơi, cố lên Kitsy ơi. Đấm vô cái đầu đó. Cho anh dịch được không điểm nào Kitsy ơi. Cố lên Kitsy. Anh đi chị Kitsy ơi. Đó là Kitsy. Đó là Kitsy ơi. Kitsy phải thắng, Kitsy phải thắng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con gái quánh nhau nhìn nhẹ nhàng quá. Ủa gì vậy? Ủa sao Kitsy kỳ vậy? Ủa sao Kitsy đánh kiểu gì kỳ vậy? Sao Kitsy không lại gần được vậy? Ủa? Lát rồi. Chị búp bê sử dụng ma thuật rồi hay sao á? Ôi búp bê. Hay quá. Cái gì vậy? Ủa sao chị búp bê đứng im mà chị búp bê vẫn thắng vậy? Ủa gì kỳ vậy? Chị búp bê có ma thuật á. Hay quá chị búp bê. Trời ơi. Cay quá. Vậy là anh Dịch đã được một điểm, chỉ có mình với Sam là chưa được điểm nào. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như trận này Dịch đã được thêm một điểm rồi, riêng mình Sam chưa được điểm nào, cho nên chúng ta cùng nhau bắt đầu trận mới luôn nè. Mình không muốn chậm trễ nữa, bắt đầu luôn, let's go. Rồi ok bạn ơi, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem ba trận đấu rồi, thì bây giờ sẽ đến với trận chung kết và trận gọi là trận chung kết mới đúng đó. Chúng ta đến với trận bán kết và trận chung kết nha bạn nha. Và trận đấu lần này sẽ có ba con chiến thắng vừa rồi, đó chính là anh áo hồng nè,
với lại là Mommy Lolex và chị Búp Bê. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút để chọn coi cặp đấu tiếp theo là ai nha các bạn nha. Ok, rồi bây giờ để em bấm cho. Dịch bấm đen quá, bấm nãy giờ em không thắng được trận nào. Tính ra anh bấm anh win, anh bấm anh hưởng kèm một mình anh nha. Ok rồi, tôi bấm nè. Tít. Ui. Rồi vô. Rồi gì đây? Ui. À, Mommy Lolex. Lại Lolex tiếp. Ok rồi, tiếp nha. Tít. Chị Búp Bê. Wow. Lại tiếp tục. Lại tiếp tục là trận đấu giữa hai người gọi là phụ nữ mọi người à. Trời ơi, căng à, căng à, căng à. Ok, rồi, được rồi. Chúng ta cùng nhau đến với trận đấu giữa Mommy Lolex và chị Búp Bê. Ok, anh áo hồng. Let's go. Nha, anh áo hồng. Anh áo hồng để xíu nha, tí nữa tới lượt anh áo hồng đánh đó. Ok rồi, let's go. Hồi nãy chị Búp Bê đã chiến thắng. Bây giờ mình thấy chị Búp Bê có vẻ là bé hơn gọi là Mommy Lolex mọi người ạ. Nhưng mà có khi nào chị Búp Bê lại thắng tiếp không ta? Thôi Sam ơi, Sam chọn ai Sam? Thôi bây giờ tôi nhường ông ơi, tôi chọn hoài, tôi xui lắm, tôi chán lắm rồi. Ông chọn cái nào cho may mắn đây. Ok, để Phong. Bây giờ thì Phong nghĩ rằng là Phong sẽ chọn Mommy Lolex đi. Ok, Phong sẽ chọn Mommy Lolex nha. Rồi ok. Tại vì nhìn Mommy Lolex nhìn chân dài. Còn Sim với lại là Kai chọn ai nè? Ê Sim ơi, Kai vậy, nghĩ là bây giờ bọn mình nên chọn chị Búp Bê đi Sim ơi, chị Búp Bê nhìn lực điền á. Chị Búp Bê, em rồi ok đây. Chọn you. Chị Búp Bê đúng không? Rồi ok, Sim với lại là Kai chọn chị Búp Bê mọi người ạ. À. Rồi ok, dịch chị chọn ai? Thôi kinh nghiệm 1000 năm hiểu phụ nữ quá, nhìn Mommy Lolex bự hơn chọn thôi. Ok rồi, Mommy Lolex, dịch chọn Mommy Lolex nha mọi người nha. Rồi ok, và bây giờ trận đấu của chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Tiến lên. Trời ơi, ôi. Hay quá, hay quá. Trời ơi, chiến quá. Quên nữa, mấy bạn fan ơi. Mấy bạn fan chọn ai chiến thắng thì nhớ comment cho mình biết các bạn chọn ai nha. Ok. Ủa trời ơi, mình thấy trận này có vẻ Mommy Lolex có thể đem lại hy vọng cho mình mọi người ơi. Cố lên nào. Cố lên. Từ từ. Tôi nhớ trận trước hình như chị Búp Bê sử dụng chế độ hack hay sao á. Đứng từ xa mà quýnh được luôn, tôi hơi sợ nha. Cố lên. Yeah. Sam ơi, Sam thấy chưa? Sam thấy chưa? Vòng chọn là chúc phúc, Sam thấy chưa? Trời ơi, cũng dễ thương quá. Vậy là Phong với Sam được thêm một điểm. Ê, mà khoan từ. Đối thủ đáng gờm của chúng ta nè, Mr. Dịch, 2 điểm rồi. Thôi. Tức quá. Giờ cây sao Phong? Nha. Chẳng lẽ Dịch lại là người giành chiến thắng ta? Ôi trời ơi, bây giờ Sim Kai. Ủa gì bạn, gì bạn? Lại đây. Ôi mọi người, lại đây. Bây giờ tôi nói mọi người nghe nè, anh Dịch hiện tại đang nhiều điểm nhất, hay là bây giờ chúng ta kết hợp lại, bọn mình chọn chung một con đi. Nếu bọn mình thắng, bọn mình sẽ vượt bằng Dịch. Còn nếu mà gọi là anh thua thì thôi. Không sao. Chơi súng rồi. Sao Dịch chơi súng vậy? Mà hai cặp rủ nhau ra đứng nói to nó nhỏ chi kì vậy? Người ơi, mọi người chốt nha. Ok rồi. Ok. Và trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ là trận đấu giữa Mommy Lolex và ai ta? À, anh áo hồng, cả hai người đều màu hồng luôn, để coi ai thắng đây. Mấy bạn fan đón xem anh áo hồng hay là Mommy Lolex thắng thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu giữa anh áo hồng và chị màu hồng, Mommy Lolex. Và mấy bạn fan đó coi ai sẽ là người giành chiến thắng, nhớ comment cho mình biết nha. Được rồi, anh em, ê, Kai, Sim Sam, bọn mình chung với nhau nha. Bây giờ bọn mình bàn đi, bọn mình chọn ai giờ? Bây giờ mày muốn chọn ai đây? Giờ tôi không biết nữa, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng chắc là cho Dịch chọn trước đi, sau đó bọn mình chọn con còn lại, hiểu không? Dịch ơi. Anh chọn đi Dịch, anh chọn con nào, anh chọn đi. Sao tự nhiên mày đưa này là tốt đồ xuất người ta? Đâu có tốt gì đâu, anh chọn đi, cho anh chọn đó. Chắc là sợ Mr. Vịt đẹp trai nhất bảng đồ này chiến thắng thêm lần nữa chứ gì. Với kinh nghiệm 1 tỷ năm chuyên thắng các vụ cá cược, ta sẽ chọn Mommy Lolex lần thứ hai. Rồi. Anh Dịch đã chọn Mommy Lolex. Ok, vậy bây giờ bốn đứa mình chọn anh áo hồng nha mọi người, được không? Được. Ok. Rồi nha. Vậy bây giờ Sam ơi, hai đứa mình chọn anh áo hồng hả Sam? Tôi lấy anh áo hồng. Ok, rồi. Anh áo hồng đó, Sim với Kai chọn ai? Anh áo hồng ơi, cố lên nha. Anh áo hồng. Ok, rồi. Mình tôi chọn Mommy Lolex đi.
À, đâu biết gì đâu, đâu biết gì đâu, một mình dịch chọn mà mới lo lét cả, đâu biết gì đâu. Ok rồi. What? Bây giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Vô nào. Trời ơi, cố lên anh Áo Hồng ơi. Anh Áo Hồng ơi, móc súng ra bắn rồi. Cố lên Áo Hồng. Ôi ôi ôi, phải có sống chứ. Trời ơi, bóng nào lên, cố lên, đúng rồi. Anh Hồng căng quá, anh Hồng căng quá. Anh Hồng mạnh hơn rồi, tôi thấy anh Hồng mạnh hơn. Anh Hồng mạnh hơn. Lo lên, cố lên. Quýnh được cái đầu đó. Cố lên, anh Hồng từ nãy giờ quýnh rất là nhiều luôn. Mình cá chặt anh Hồng thắng rồi. Anh Hồng căng quá, anh Hồng căng quá. Đúng rồi, đúng rồi. Xong anh Áo Hồng buồn rồi nè, nhìn nè. Đó, anh Áo Hồng buồn rồi nè, dịch ơi. Anh Hồng bỏ đi luôn. Thiệt rồi luôn đi luôn. Quá, anh dịch này quá đen, dịch làm gì vậy? Quá đen quá dịch, dịch quá đen nè. Ông bắn ơi, tao gọi là đánh thắng mà anh bắn vậy hả? Ông bắn luôn. Ok bạn ơi, vậy là coi như trận này mình Sam, Sim, Kai đã giành chiến thắng. Vậy là vui quá. Video tại vì cái cột là nãy là nó phải như này nè. Đó như em đúng là hợp lý nè. Đó ngày nãy thua rồi anh ơi. Không thua rồi, đừng có ăn gian, đừng ăn gian. Thua đừng ăn gian ông ơi, trời ơi. Rồi ok bạn ơi, vậy là trận đấu này không ai thắng hết mà là hòa hết nha bạn nha. Trời ơi, đúng thiệt là chiến thuật của Phong quá là hay luôn bạn. Hay, ơi Phong thật quá à. Tôi mà. Và mấy bạn đã chọn ai là người giành chiến thắng, mấy bạn đã đoán được chưa? Bạn nào chọn đúng thì hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng đã rất là dài rồi. Và nếu như bạn muốn những video sau mình sẽ làm thêm video đại chiến quái vật như thế này nữa thì mấy bạn hãy nhớ comment xuống dưới cho mình biết luôn nha. Và bạn cũng đừng quên là hãy comment gọi là con quái vật mấy bạn muốn mình gọi là tạo ra giải đấu là quái vật gì thì comment cái tên của nó bên dưới cho mình biết luôn nha bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Dịch làm gì vậy? Bye bye. Ok, bye bye.